Ý Nhi tuyên bố sốc chuyện hoa hậu yêu đại gia nghi vỗ mặt bạn trai, gió tầng nào gặp mây tầng đó. Những ngày qua, cư dân mạng liên tục sốt cao trước hàng loạt phát ngôn được cho là thiếu tinh tế từ hoa hậu Ý Nhi. Đáng chú ý khi mới đây, dân tình tiếp tục đào mộ thêm phát ngôn của nàng hậu khi đề cập đến kiều nữ và đại gia. Cụ thể, khi được hỏi về hoa hậu cặp với đại gia, Ý Nhi nêu rõ quan điểm, việc mọi người so sánh kiều nữ và đại gia cũng giống như câu gió tầng nào gặp mây tầng đó, hoa hậu là người có nhan sắc, tri thức, vì vậy hoa hậu chọn được một anh đại gia nào đó thì anh đại gia đó cũng là người tử tế, có tri thức và đặc biệt hai người phải hữu duyên với nhau chứ không phải theo hướng quá tiêu cực như mọi người thường thấy. Câu trả lời của Ý Nhi lại tiếp tục được cho là một phát ngôn vạ miệng, gây tranh cãi trên nhiều diễn đàn xã hội. Nhiều người khuyên Ý Nhi nên hạn chế trả lời phỏng vấn báo chí để tránh họa rơi xuống đầu. Số khác lại cho rằng câu trả lời của Ý Nhi chẳng khác nào vỗ mặt bạn trai, khi Ý Nhi giờ đã là mây tầng cao, bạn trai chỉ là ngọn cỏ ven đường chẳng thể với được mây. Không chỉ gây tranh cãi về phát ngôn hoa hậu yêu đại gia, Ý Nhi mới đây còn bị soi phát ngôn mâu thuẫn về mối tình với bạn trai. Cụ thể, theo lời Ý Nhi, cô và bạn trai Nguyễn Anh Kiệt đã bên nhau được 5 năm và anh cũng là mối tình đầu của cô, tình cảm của cả hai chớm nở vào những năm cuối cấp. Tuy nhiên, những thông tin cô đưa ra, mình sinh năm 2002, cùng bạn trai yêu nhau từ lớp 12 và đã trải qua 5 năm hẹn hò là bất hợp lý. Bởi lẽ so với độ tuổi của Ý Nhi, nếu như đã yêu nhau được 5 năm thì tức là cả hai đã hẹn hò từ năm lớp 11, còn nếu mối tình chính thức bắt đầu từ năm lớp 12 thì lẽ ra số năm đồng hành cùng nhau phải là 4 chứ không thể là 5 năm như lời cô nàng vẫn nói. Dưới phần bình luận, nhiều người cũng tỏ ra thắc mắc trước sự mâu thuẫn này và trông chờ Ý Nhi sẽ có lời giải thích rõ ràng trước công chúng. Trước đó, khi được hỏi về bạn trai, hoa hậu Ý Nhi thổ lộ: "Tôi với Kiệt quen nhau vào năm lớp 12, một năm học rất quan trọng trong quãng đời học sinh, vì vậy mà hầu hết kỷ niệm đầu tiên của cả hai chính là ngồi trên ghế nhà trường. Kiệt học khá giỏi môn tự nhiên và tôi thích các môn đó, vì vậy Kiệt đôi khi sẽ là một người bạn cũng như một người thầy chỉ bảo cho tôi trong học tập. Khi công khai chuyện tình cảm, chúng tôi nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ thầy cô vì hai đứa đều là học sinh ngoan của lớp", cô nói. Bên cạnh đó, cô cũng cho biết thêm, anh Kiệt chỉ mất khoảng một tuần để chinh phục mình. Ý Nhi là học trò của bố Kiệt, học thêm môn toán ở nhà bạn trai. Tuy nhiên, thời gian đầu, cả hai ít trò chuyện với nhau nên vẫn chưa có ấn tượng gì nhiều với nhau. Cho đến khi học cấp 3, Ý Nhi và anh Kiệt học chung trường thì mới có nhiều thời gian cùng nhau học tập, tham gia hoạt động trường lớp, tình cảm từ đó mới xuất hiện. Hoa hậu Ý Nhi cũng tiết lộ rằng bạn trai ấn tượng với chiều cao và ngoại hình của mình. Đối với câu hỏi trong mắt Ý Nhi, bạn trai là người thế nào, nàng hậu cho biết vì Kiệt sinh ra và lớn lên trong gia đình có bố mẹ là giáo viên, thế nên bạn được thừa hưởng sự giáo dục, tri thức, bạn có phần chững chạc, điềm tĩnh và luôn là người thấu hiểu, giảng hòa trong mỗi lần cãi vã chẳng hạn. Đặc biệt, trong buổi phỏng vấn, Ý Nhi cũng nhận được câu hỏi khi hẹn hò giữa Ý Nhi và bạn trai, ai sẽ chủ động hơn? Đáp lại câu hỏi này, Hoa hậu Miss World Việt Nam 2023 cho biết, tôi không quá quan tâm vấn đề sẽ đi ăn ở đâu hay là sẽ mua gì tặng cho nhau, nên là những lần hẹn hò của cả hai khá đơn giản, như đi ăn hay cà phê, và việc tôi mời Kiệt trước hay ngược lại cũng như nhau thôi, hai đứa đều là người chủ động mời qua mời lại. Ngoài ra, nàng hậu cũng tiết lộ thêm, tôi hoàn toàn không ngại việc ai sẽ trả tiền. Như tôi đã chia sẻ, tôi làm thêm công việc người mẫu ảnh bên cạnh việc học, vì vậy cũng kiếm thêm thu nhập. Bố mẹ, gia đình chỉ đóng học phí cho tôi, còn tiền sinh hoạt phí thì tôi tự xoay sở. Tôi mong muốn rằng mình sẽ là một người tự lập, vì vậy cả việc đi ăn hay giao lưu, Kiệt và tôi thay phiên nhau trả tiền.